1.6 nó chỉ xuất Mỹ thôi, còn con này 1.1. Thế hả? 1.1 thì được cái 1.6 thì ăn sang lắm. Vâng. Đang ở nhà bác đại gia nhé, đất Quảng Yên thì là rất là đặc sắc nhé. Nhánh quan vân trường anh em thì anh có của em thì mua xe giả giá một phải thì em bán và cái gì em có em lấy cái dòng này nó kén khách lắm anh ơi, sang thích nhà nhà bác toàn đồ gỗ. Alo Mai giống không? Cái gì? Giá 125 thì không được đâu.